Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa đang có hai vùng áp thấp, khả năng một trong hai áp thấp này mạnh lên thành bão, áp thấp còn lại tan đi. Trong khi đó, một áp thấp khác đang hình thành cách bờ biển Philippines 300 km. Dự báo ngày 30 tháng 12 áp thấp nhiệt đới này vào Biển Đông, hoạt động cách đảo sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới là cấp 7, 50-60 đến 60 km trên giờ, giật cấp 9, sau đó có khả năng thành bão. Từ đêm nay ngày 29 tháng 12, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có dông và gió giật mạnh cấp 6, 7. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cũng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 8, 9 vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và áp thấp nhiệt đới, thời tiết của cả ba miền Bắc Trung Nam được dự báo có mưa dông nhiều nơi.